Thưa quý vị, ngay sau khi tới thủ đô Viêng Chăn, Lào để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonsai Sifandon. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Sonsai Sifandon đã dành cho đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp thân tình, nồng hậu, trọng thị, chu đáo, khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước đang ở mức gắn bó tin cậy cao nhất, hợp tác kinh tế thương mại hiệu quả hơn, hợp tác quốc phòng an ninh chặt chẽ hơn, hợp tác văn hóa du lịch mạnh mẽ hơn, hợp tác địa phương thực chất hơn. Cho rằng cuộc gặp lần này là dịp tốt để hai thủ tướng trao đổi về các biện pháp cụ thể, hiện thực hóa chỉ đạo của hai bộ chính trị tại cuộc gặp gần một tháng trước. Ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, bày tỏ mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ hơn nữa với nhau và với các nước thành viên ASEAN nhằm duy trì củng cố đoàn kết, đồng thuận của ASEAN, bảo đảm ASEAN thể hiện lập trường thống nhất về các vấn đề khu vực. Thủ tướng Lào Sonsai Sifandon nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về quan hệ hai nước, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay. Hai thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước, trong đó có kết quả cuộc gặp giữa hai bộ chính trị Việt Nam Lào gần đây, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt. Chiều ngày 8 tháng 10 tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Philippines Romualdez Marcos. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines thời gian qua trên mọi lĩnh vực, nhất trí đưa quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững lâu dài, đóng góp tích cực cho một cộng đồng ASEAN vững mạnh vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Trao đổi về các trọng tâm hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp và kinh tế thương mại tương xứng với tiềm năng của hai nước, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa của nhau, sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tích cực nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, phục vụ đột phá chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái xe điện. Tổng thống Romualdez Marcos cảm ơn và chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào tháng 1 năm 2024, khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng chiến lược của Philippines, nhất trí hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai kết quả của chuyến thăm cũng như chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025. Tổng thống Marcos cũng đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Philippines bảo đảm an ninh lương thực cùng triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và hợp tác thương mại gạo được ký kết đầu năm nay, đánh giá cao các dự án phát triển xe điện của Vingroup tại Philippines cũng như các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực công nghệ cao. Về hợp tác biển, hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn phối hợp chặt chẽ về các vấn đề trên biển, tăng cường hợp tác biển, thúc đẩy xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Tổng thống Philippines khẳng định sẽ tiếp tục đối xử nhân đạo với các ngư dân bị bắt giữ trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2024. Xin được chuyển sang thông tin khác. Chiều nay tiếp tục phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp Công nghệ số. Đây là một luật mới, chuyên sâu, liên quan đến nhiều dự thảo luật và cho ý kiến lần đầu nên nhận được nhiều ý kiến đóng góp để việc hoàn thiện luật được bảo đảm tính khả thi. Dự thảo Luật Công nghiệp Công nghệ số đã quy định một số nội dung về ưu tiên phát triển lực lượng nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia, nghiên cứu viên chất lượng cao, hình thành các cơ sở, trung tâm nghiên cứu,
phòng thí nghiệm hiện đại, xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ số trọng điểm, tập trung vào các công nghệ số cốt lõi, có chính sách khuyến khích các tập đoàn công nghệ đầu tư, thiết lập các trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ số tại Việt Nam. Dự thảo luật khuyến khích huy động nguồn lực đầu tư của xã hội kết hợp với nguồn lực đầu tư nhà nước để xây dựng, phát triển các hạ tầng công nghiệp công nghệ số. Một số ý kiến đại biểu còn băn khoăn về phạm vi điều chỉnh của dự án luật có thể trùng lặp, giao thoa với một số luật liên quan như luật công nghệ thông tin, luật công nghệ cao, luật khoa học và công nghệ, luật giao dịch điện tử. Cần cân nhắc việc không loại bỏ hoàn toàn các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hoạt động cơ yếu ra khỏi phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, trừ khi có luật khác điều chỉnh các lĩnh vực này. Bên cạnh đó, luật cần nghiên cứu toàn diện, bao gồm cả những vấn đề như sở hữu, quyền tài sản và quyền nhân thân đối với dữ liệu, vấn đề bảo hộ quyền tác giả, để xây dựng một đạo luật riêng về AI của Việt Nam. Để dự án luật có tính khả thi cao, bảo đảm tính tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần xác định rõ mối quan hệ giữa dự án luật công nghiệp công nghệ số và luật công nghệ thông tin hiện hành, nghiên cứu và chỉnh lý theo hướng thay thế toàn bộ luật công nghệ thông tin bằng việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án luật này và tiếp tục bổ sung các quy định còn hiệu lực của luật công nghệ thông tin vào dự thảo luật công nghiệp công nghệ số, hoặc sau khi luật này có hiệu lực, tiếp tục rà soát các quy định có hiệu lực còn lại của luật công nghệ thông tin để sớm xây dựng văn bản mới thay thế toàn bộ luật công nghệ thông tin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, đây là lần đầu tiên đưa vào luật những nội dung rất mới, nên các khái niệm cần được chuẩn hóa xuyên suốt trong luật, phạm vi luật cần nhấn mạnh vai trò của quản lý nhà nước trong công nghiệp công nghệ số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các tỉnh, thành phố Đắk Lắk, Cần Thơ, Gia Lai, Đồng Nai, Bắc Giang, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Long và Tiền Giang. Thưa quý vị, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình khắc phục hậu quả mưa bão, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình biểu dương tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho người dân và có giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Tổng thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khoảng gần 25.000 tỷ đồng, 30 người chết, 1.609 người bị thương. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh bằng các biện pháp quyết liệt đồng bộ đã nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân đã trở lại bình thường. Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương tinh thần tương thân tương ái của Quảng Ninh đã nhường phần hỗ trợ của Trung ương cho tỉnh khác khó khăn hơn. Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý tỉnh Quảng Ninh là một cực trong tăng trưởng kinh tế, nhưng hiện tỷ lệ giải ngân mới đạt 32%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Cần phải đẩy mạnh trong thời gian tới, tiếp tục phát huy thế mạnh về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng mong muốn việc hỗ trợ sản xuất của Quảng Ninh phải đi đôi với bảo đảm thu ngân sách. Sáng ngày 8 tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2024, kết quả giải quyết các kiến nghị của địa phương. Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận kết quả tích cực và sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh. Đại tướng nhấn mạnh cần tháo gỡ khó khăn về đầu tư công và phát triển hạ tầng, yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao thu hút đầu tư và xử lý dứt điểm tồn đọng. Đại tướng đề nghị thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp và bảo đảm chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà cho lực lượng vũ trang, 20 suất cho gia đình chính sách và 30 suất cho gia đình quân nhân khó khăn. Thưa quý vị, tiếp nối thành công từ sự kiện năm 2023, sáng nay ngày 8 tháng 10, Hội cấp thoát nước Việt Nam giới thiệu tuần lễ ngành nước Việt Nam năm 2024 với chủ đề Phát triển ngành nước Việt Nam, an ninh, an toàn, hiệu quả và hội nhập. Tuần lễ ngành nước Việt Nam là sự kiện tâm điểm hàng năm của ngành nước Việt Nam do Hội cấp thoát nước Việt Nam chủ trì tổ chức. Qua hai kỳ tổ chức, tuần lễ ngành nước Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Với chủ đề Phát triển ngành nước Việt Nam an ninh, an toàn, hiệu quả và hội nhập, chương trình năm nay sẽ bao gồm 4 hội thảo khoa học chuyên sâu về lĩnh vực cấp thoát nước, song song với đó là triển lãm quốc tế ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước,
xử lý nước thải và vệ sinh môi trường với 200 gian hàng của 150 tổ chức doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Áo, Ấn Độ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Nga. Trong khuôn khổ tuần lễ ngành nước Việt Nam năm nay, Hội cấp thoát nước Việt Nam sẽ trao tặng các giải thưởng quan trọng cho các sinh viên có đồ án xuất sắc nghiên cứu về ngành nước và môi trường, hội viên tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Tuần lễ ngành nước Việt Nam năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng 11 năm 2024 tại Cung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, thành phố Hà Nội. Ngày hội ngôn ngữ Hà Nội in my mind, sự kiện đặc biệt tôn vinh nét đẹp của ngôn ngữ và văn hóa với những hoạt động phong phú sáng tạo, góp phần khơi dậy tình yêu đối với ngôn ngữ, văn hóa của thủ đô Hà Nội, được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Anh thành phố Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam Australia thành phố Hà Nội tổ chức trong sáng ngày 8 tháng 10 tại trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Chương trình hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, 70 năm thành lập ngành giáo dục đào tạo Hà Nội, 51 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Vương quốc Anh, Việt Nam Australia, Việt Nam Nhật Bản, đồng thời phát huy năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng hiểu biết văn hóa cho học sinh Hà Nội. Ngày hội ngôn ngữ là một sân chơi lý thú và ý nghĩa để học sinh thủ đô cùng nhau trải nghiệm, tìm hiểu thêm về văn hóa các quốc gia trên thế giới, hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ đối với những công dân toàn cầu. Điểm nhấn của ngày hội là các trại văn hóa và công diễn các tiết mục đặc sắc như thuyết trình, kể chuyện, kịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cùng các tiểu mục biểu diễn thời trang, trang phục truyền thống các quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Việt Nam do học sinh quận Hoàn Kiếm trình diễn. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các tiết mục đạt giải, các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong ngày hội. Chiều ngày 8 tháng 10 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tổ chức lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 17 năm 2024. Báo Nhân dân được trao giải việc làm vì tình yêu Hà Nội với dự án quảng bá du lịch Hà Nội qua MV Going Home của nhạc sĩ, của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008 nhằm trao cho các tác giả tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội. Lễ trao giải hàng năm đã trở thành một ngày hội vinh danh những cá nhân có nhiều cống hiến cho Hà Nội trong năm. Tại giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 17 năm nay, qua nhiều phiên họp của Hội đồng Ban Giám khảo, từ 54 đề cử đã chọn ra 4 giải thưởng, gồm giải thưởng lớn, giải thưởng cao quý và vinh dự nhất của hệ thống giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội, đã thuộc về giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, hiệp sĩ của những di tích kiến trúc. Giải tác phẩm cuốn sách Hà Nội thời cận đại, từ nhượng địa đến thành phố 1873-1945 của Đào Thị Diến do Nhà xuất bản Hà Nội và Nhã Nam xuất bản. Giải ý tưởng thuộc về tác phẩm Đồ án cải tạo chỉnh trang không gian cảnh quan xung quanh Hồ Thiền Quang và phụ cận do Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu và xây dựng vào năm 2023. Và giải việc làm thuộc về chương trình quảng bá du lịch Hà Nội qua MV Going Home của nghệ sĩ saxophone Kenny G do Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, với những dự án hấp dẫn, sáng tạo được thực hiện trong thời gian qua, Báo Nhân dân đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng rất lớn từ công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Địa chỉ 71 Hàng Trống, trụ sở của Báo Nhân dân hiện nay đã trở thành một điểm đến mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Những clip hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận trên các trang mạng xã hội, những hàng dài bạn đọc đứng chờ xếp hàng vào tham quan, đó là sự hưởng ứng của công chúng đối với dự án triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Báo Nhân dân. Với cách làm sáng tạo và ý nghĩa, trụ sở Báo Nhân dân đã trở thành một điểm đến được nhiều người lựa chọn. Đây là một buổi triển lãm khá thú vị và thông qua bức tranh tôi cảm thấy tôn trọng những người chiến sĩ cũng như lịch sử của Việt Nam. Theo dõi trên TikTok hoặc là trên các cái trang mạng xã hội của các giới trẻ thì có rất nhiều bạn trẻ giống như bạn bè của mình còn mặc các trang phục truyền thống, áo dài xong rồi đến khu vực của Báo Nhân dân để chụp ảnh. Và sau đó thì xem những cái hình ảnh, các mô hình mà được dựng lên ở trong báo thì mình thấy đấy là một hoạt động rất là vui.
Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, báo Nhân dân ra mắt dự án Mỗi người một mảnh ghép. Dự án sử dụng hình ảnh do độc giả gửi để ghép thành một bức ảnh lớn về cột cờ Hà Nội. Với việc dựng mô hình cột cờ Hà Nội tại trụ sở của báo, kết hợp trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường AR, dự án đã mang đến cách tiếp cận mới để người dân dù không trực tiếp đến với những di tích lịch sử vẫn cảm thấy sinh động, thú vị. Tầm 20-30 tuổi như mình bây giờ thì có rất nhiều những mối quan tâm về lịch sử, nhưng mà cũng cần có những cái nơi để đến và để thể hiện cái lòng yêu nước cũng như là tìm hiểu về lịch sử. Thu hút rất là đông người dân thủ đô cũng như là du khách thập phương, cũng như là cả du khách quốc tế đến tham quan và tìm hiểu. Điều đó cho thấy là báo Nhân dân hiện nay không chỉ là một tòa soạn báo mà còn là một địa chỉ uy tín tin cậy để người dân và du khách đến và có cơ hội tìm hiểu về văn hóa lịch sử của nước nhà. Với những dự án đầy ý nghĩa, báo Nhân dân đã trở thành địa chỉ không thể bỏ qua cho những ai muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp, vừa là nơi để tuyên truyền lịch sử văn hóa, giúp lan tỏa tình yêu đất nước. Thưa quý vị và các bạn, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn xác định tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng. Nguyên tắc này giúp Đảng trở thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh của Đảng, góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam. Do vậy, các thế lực thù địch tập trung chống phá, hòng loại bỏ nguyên tắc này để làm suy yếu Đảng. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ chính là một giải pháp hiệu quả để bảo vệ Đảng. Tập trung dân chủ, ngay từ tên gọi, đã bao gồm hai yếu tố, tập trung và dân chủ. Các yếu tố này có quan hệ thống nhất, biện chứng với nhau, không thể tách rời, càng không thể đối lập. Tập trung trên cơ sở dân chủ, nhưng dân chủ phải có sự lãnh đạo để bảo đảm tập trung. Dân chủ là điều kiện, tiền đề của tập trung. Tập trung là cơ sở, bảo đảm cho dân chủ được thực hiện và phát huy. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định, Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Nguyên tắc đã dân chủ thì lại phải tập trung. Vì dân chủ chính là để bàn bạc, tìm kiếm chân lý. Và khi đã kết luận được chân lý rồi, thì tất cả mọi người lại phải tuân thủ, phục vụ, thực hiện cái chân lý mà mình đã tìm ra chẳng hạn. Một vế là phát huy hết cái dân chủ. Nhưng một vế khác thì phải yêu cầu, đấy, chúng ta thấy là thiểu số phải phục tùng đa số, rồi cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương, cá nhân phải phục tùng tổ chức. Điều 9 của Điều lệ Đảng quy định, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc nền tảng để xây dựng Đảng thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, vừa tạo nên sức mạnh tổng hợp của tổ chức, đồng thời cũng là nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ, xuyên suốt quá trình xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Quy định rất là chặt chẽ, tức là nó vừa phát huy được cái dân chủ của đảng viên, đồng thời nó phát huy vai trò tập trung, không có cái dân chủ quá trớn và không có tập trung quá siêu. Nó cái tập trung ở đây trên cơ sở dân chủ. Khi quyết định một nghị quyết, một cái vấn đề gì đó, thì đảng viên ở trong một đảng bộ, trong toàn quốc được thảo luận một cách dân chủ, thông qua đại hội, thông qua cái sinh hoạt đảng của mình, và ý kiến của mọi đảng viên đều được tôn trọng và đều quyết được ghi nhận, và biểu quyết điều đó là theo nguyên tắc thiểu số cùng đa số. Nguyên tắc tập trung dân chủ còn được thể hiện rất rõ trong Hiến pháp năm 2013, đặc biệt tại điều 6 và điều 8 quy định quyền làm chủ của nhân dân và việc tổ chức hoạt động của nhà nước phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Quá trình lịch sử của nhân loại, cái dân chủ thì chỉ được thực hiện và chỉ được bảo đảm trong kỷ cương, trong phép nước. Ngoài kỷ cương phép nước thì mọi dân chủ sẽ bị hỗn loạn, không còn là dân chủ nữa. Dân chủ xã hội chủ nghĩa của chúng ta là bản chất của nó là của dân, do dân và vì dân. Và cái dân chủ của chúng ta chính là toàn bộ cái lợi ích, cái quyền lực và lợi ích đều vì nhân dân, phục vụ nhân dân và cho nhân dân. Dân chủ là quyền của tất cả mọi người, phải không ạ? Nhưng khi thực hiện, phải không ạ, thì phải bảo đảm
Vâng. Theo đúng những cái quy định của pháp luật mà phải hướng vào, vâng, lợi ích của người dân, của xã hội, chứ không được vâng vi phạm cái lợi ích của xã hội và không được vi phạm lợi ích quyền của những người khác. Sức mạnh của Đảng là sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Sự thống nhất đó chỉ có thể giữ vững và biến thành sức mạnh vật chất khi được bảo đảm bằng sự thống nhất về mặt tổ chức thông qua thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung dân chủ là cơ sở bảo đảm cho Đảng thực sự là một tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ trung ương tới cơ sở. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.